Cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với những bài học tiếng Việt lớp 4 cùng với olm.vn. Các con thân mến, ở buổi học hôm trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các bước để có thể tóm tắt tin tức. Vậy, ở tiết học ngày hôm nay, hãy cùng cô đi vào từng bài tập cụ thể để rèn luyện kỹ năng tóm tắt những tin tức đó nhé. Cô mời các con cùng đến với bài học luyện tập tóm tắt tin tức. Cùng đến với bài tập đầu tiên các con hãy giúp cô đọc các tin sau. Cô có hai bản tin như sau. Được sự quan tâm của Hội Khuyến học Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam, Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Lê Văn Tám vừa tổ chức trao 10 suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo học giỏi và 12 phần quà cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở lớp học tình thương cũng trong dịp này, Liên đội đã tặng hai suất học bổng cho các bạn ở trường tiểu học Tam Thăng theo báo thiếu niên tiền phong. Và bản tin thứ hai có nội dung như sau. 236 bạn học sinh tiểu học đến từ nhiều nước khác nhau cùng sống chung dưới một mái nhà ấm cúng, trường quốc tế liên hợp quốc Vạn Phúc, Hà Nội, tùy mang màu da vàng, trắng, đen, nâu khác nhau nhưng tất cả đều gắn bó với nhau như anh em một nhà. Hàng tuần vào ngày thứ sáu, các bạn tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng với nhiều hoạt động lý thú. Tự giới thiệu, sinh hoạt chủ đề, chơi trò chơi. Mỗi năm một lần, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tổ chức hội trợ. Các bạn học sinh sẽ tự làm các sản phẩm và bán tại hội trợ. Số tiền thu được, các bạn gửi tặng chương trình phẫu thuật nụ cười, theo báo thiếu niên tiền phong. Sau khi đã cùng nhau đọc kỹ hai bản tin này, chúng ta sẽ cùng đi vào những yêu cầu cụ thể các con hãy tóm tắt mỗi tin bằng một hoặc hai câu bây giờ hãy cùng nhớ lại kiến thức của buổi học hôm trước và cho cô biết để tóm tắt được một tin tức chúng ta cần trải qua mấy bước đúng vậy một tóm tắt một bản tin cần thực hiện lần lượt bốn bước như sau bước đầu tiên các con đọc kỹ để nắm vững nội dung của bản tin bước thứ hai các con chia bản tin thành các đoạn bước thứ ba xác định sự việc chính ở mỗi đoạn và bước cuối cùng tìm mục đích tóm tắt, có thể trình bày mỗi sự việc chính bằng một hoặc hai câu hoặc bằng những số liệu từ ngữ nổi bật. Bây giờ, quay trở lại với bản tin đầu tiên, các con hãy lần lượt, các con hãy lần lượt thực hiện bốn bước trên và cho cô biết nội dung của bản tin này là gì. Chúng ta có thể tóm tắt nội dung của bản tin này như sau liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam vừa trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, 12 phần quà cho học sinh đặc biệt khó khăn ở trong trường và hai suất học bổng cho các bạn ở trường tiểu học Tam Thăng. Như vậy, ở đây cô đã tóm tắt bản tin này bằng một câu văn. Tuy rằng câu văn này hơi dài, nhưng trong câu văn chúng ta thấy hiện hữu những số liệu quan trọng của bản tin này bao gồm số lượng các suất học bổng và đối tượng được trao những suất học bổng đó. Bây giờ, cùng đến với bản tin thứ hai. Tương tự với bản tin đầu tiên, các con hãy giúp cô tóm tắt bản tin này bằng một hoặc hai câu văn nhé. Chúng ta cũng có thể tóm tắt bản tin này như sau. Trường Quốc tế Liên hợp Quốc Vạn Phúc, Hà Nội có 236 em đến từ nhiều nước khác nhau. Các em đoàn kết gắn bó với nhau và hàng tuần hàng năm luôn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt chủ đề, tự giới thiệu hay hội trợ thật lý thú và bổ ích. Như vậy, bản tóm tắt này đã đưa ra được hai thông tin quan trọng của bản tin. Thông tin thứ nhất là số lượng học sinh của trường quốc tế Liên Hợp Quốc. Và thông tin thứ hai là những hoạt động bổ ích lý thú mà các em được tổ chức hàng tuần, hàng năm. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau thực hành viết phần tóm tắt cho hai bản tin. Bây giờ hãy cùng đến với bài tập thứ ba. Dựa vào cách đưa tin trên, em hãy viết một tin về hoạt động của chi đội hay trường em đang học. Sau đó tóm tắt bản tin ấy bằng một hoặc hai câu. Các con lưu ý, khi các con đưa tin về hoạt động của chi đội hay của trường mà các con đang học, chúng ta cần đề cập đến một số thông tin quan trọng như là những hoạt động ý nghĩa mà trường hay chi đội của các con đã triển khai. Và ngoài ra, chúng ta cũng có thể đề cập đến một số giải thưởng, một số thành tích hay khen thưởng mà trường hoặc chi đội của các con đã đạt được. Về mặt hình thức, bản tin của các con có thể bao gồm nhiều đoạn văn. Và đoạn văn đầu tiên có thể ẩn chứa những số liệu quan trọng trong bản tin đấy. Cô sẽ đưa ra cho các con một ví dụ như sau. Năm học 2020-2021 đã kết thúc năm học vừa qua trường tiểu học lê mao đã đạt được nhiều thành tích đáng được biểu dương với số lượng học sinh đạt kết quả học sinh giỏi cao trường đã vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh ngoài ra trường đã phát động nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa có thể kể đến phong trào môi trường xanh nhằm giúp học sinh tăng thêm ý thức về việc bảo vệ môi trường hay phong trào lớp học tích cực nhằm khuyến khích học sinh chủ động tham gia xây dựng bài học trường tiểu học lê mao còn là một trường điển hình về mặt giữ gìn vệ sinh tốt và luôn có quang cảnh xanh, sạch, đẹp. Như vậy, đây là một bản tin cô đã đưa tin về tình hình hoạt động của trường tiểu học Lê Mao trong năm học 2020-2021. Và cô có thể tóm tắt bản tin này bằng một câu như sau. Kết thúc năm học 2020-2021, trường tiểu học Lê Mao đã được nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh nhờ vào thành tích học tập và những phong trào ý nghĩa. Bây giờ, các con hãy nhớ lại một số hoạt động nổi bật của chi đội hoặc của trường mà các con đang theo học, sau đó liên kết chúng thành một bản tin và tóm tắt bản tin đó bằng một hoặc hai câu nhé. Ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với OLM nhé.